Thưa quý vị, trong năm qua, ngành công thương của tỉnh không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng cao. Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 5 tổ chức vào trung tuần tháng 10 vừa qua, Sở Công Thương là một trong 9 đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2019, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những năm qua, ngành công thương của tỉnh nói chung, Sở Công Thương nói riêng, đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, Sở Công Thương đã tham gia ký kết giao ước, đăng ký thi đua với cụm thi đua khối sở ngành kinh tế và các đơn vị thuộc sở. 100% cán bộ công chức trong ngành đều đăng ký thi đua. Qua đó, các sở ban ngành đều bám sát vào các nội dung thi đua, thang điểm cho từng lĩnh vực hoạt động để làm căn cứ cho việc chấm điểm, bình xét và xếp hạng danh hiệu thi đua cuối năm. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn, phát động các phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong cán bộ công chức viên chức. Với chức năng nhiệm vụ được giao ở lĩnh vực năng lượng nói chung, Phòng Quản lý Năng lượng trực thuộc Sở Công Thương đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu đề xuất cho lãnh đạo sở, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo chất lượng và vượt mức tiến độ đề ra. Cụ thể, phòng đã hoàn thành quy hoạch phát triển điện lực tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Là một công chức thuộc Phòng Năng lượng của Sở Công Thương, bản thân tôi đã quyết tâm hưởng ứng tốt cái phong trào thi đua của ngành công thương bằng những cái việc như là tham mưu cho lãnh đạo sở trong công tác quy hoạch điện lực, theo dõi và đôn đốc các cái công trình hạ tầng điện lực và theo dõi và phối hợp với địa phương để giải phóng mặt bằng để kịp thời đưa các công trình điện vào vận hành, đồng thời cũng xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng năm. Về cái vấn đề nông thôn mới thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo sở ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thẩm tra thẩm định ở cơ sở và thực hiện cái việc thẩm tra tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thẩm định, đồng thời là cũng tham mưu cho tỉnh và bên đôn đốc ngành điện bố trí nguồn vốn của ngành điện cũng như vốn ngân sách đối ứng để đầu tư hạ tầng lưới điện nông thôn để góp phần đảm bảo cái tiêu chí số 4 trên địa bàn tỉnh. Chọn cải cách hành chính là lĩnh vực tập trung đột phá, tập thể cán bộ công chức của sở triển khai thực hiện rất nề nếp hiệu quả. Vì vậy, trong năm vừa qua, 100% hồ sơ được tiếp nhận giải quyết đúng và sớm hơn so với quy định, không có hồ sơ trễ hạn. Qua kết quả khảo sát lấy ý kiến, không có khiếu nại hay phàn nàn của tổ chức cá nhân khi đến làm việc tại Sở Công Thương, là một trong những đơn vị đi đầu trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, Sở Công Thương không ngừng cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân, nhằm giúp cho các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh thuận lợi khi liên hệ giải quyết công việc. Tại bộ phận một cửa đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, với đa dạng các hình thức tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của tỉnh, doanh nghiệp và người dân còn có thể nộp hồ sơ qua mạng Internet khi có nhu cầu. Việc đăng ký làm các thủ tục hành chính trên trang web của Sở Công Thương tương đối dễ dàng vì có quy trình hướng dẫn cụ thể. Nếu nộp hồ sơ không đầy đủ, sẽ có phản hồi từ phía sở để hướng dẫn bổ sung đầy đủ. Việc đăng ký hồ sơ trực tuyến giúp doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, thủ tục minh bạch rõ ràng. Còn trong trường hợp gặp sự cố về đường truyền, thì sở cũng có cách xử lý kịp thời, không đẩy thiệt hại cho doanh nghiệp. Thực hiện trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nên là hệ thống đã được đã trang bị ổn định và đảm bảo. Còn trong trường hợp nếu mà có sự cố xảy ra đối với hệ thống, thì trong doanh nghiệp không nộp được hồ sơ cho khách hàng thì mong quý doanh nghiệp là gọi điện thoại qua cái thông tin liên hệ của Sở Công Thương. Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở để hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo nhất cái thời gian và tiến độ nộp hồ sơ của các doanh nghiệp. Nhận thấy việc ký số và nộp hồ sơ qua mạng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như giảm bớt thời gian scan bản giấy, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ký duyệt ngay cả khi đi công tác, đẩy nhanh tốc độ xử lý khi nộp hồ sơ trực tuyến, đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch của đơn vị. Nên sở hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số của doanh nghiệp để ký các tài liệu khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.
Chính vì vậy, hiện nay, đa số các doanh nghiệp khi nộp kê khai thuế đều sử dụng chữ ký số để ký nộp hồ sơ qua mạng. Điều này còn góp phần nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ của cán bộ công chức, đồng thời nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến của sở trong năm 2019. Cụ thể, trong số hơn 6.000 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trong năm, có 4.969 hồ sơ nộp qua mạng, chiếm tỷ lệ 82,25%, so với chỉ tiêu đột phá đăng ký với tỉnh là 70%. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát trong điều hành, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được ngành chú trọng, nhất là tại các chợ truyền thống, siêu thị, các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý của ngành, đã xây dựng trạm kiểm nghiệm thực phẩm cho 50% các chợ loại 2. Cụ thể, hiện trên địa bàn tỉnh đã có 7 trạm kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm tại các chợ Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Ngãi Dao, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Bến Đình, duy trì được hoạt động và hiệu quả. Việc test nhanh các chỉ tiêu về hàng the, salicylic, phẩm màu trong chả cá, thịt, cá giúp người tiêu dùng an tâm hơn với các loại thực phẩm, nhất là mặt hàng tươi sống, được bày bán tại các chợ, đồng thời còn tác động đến các tiểu thương chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác, lâu nay, những hộ kinh doanh chân chính thường chịu ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm đạo đức trong kinh doanh của một số hộ khác. Ví dụ, khi thịt heo, thịt gia cầm có chứa hàng the, nếu được phát hiện tại các chợ, thông tin trên các phương tiện báo đài, thì ngay sau đó, những hộ kinh doanh mặt hàng này bị ảnh hưởng mất khách. Chính vì vậy, từ khi các trạm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ đi vào hoạt động, nếu người tiêu dùng chưa thấy yên tâm, thì họ có thể thử và có kết quả tại chợ. Điều đó còn giúp những hộ kinh doanh làm ăn chân chính, không bị ảnh hưởng dây chuyền. Mình làm như vậy thì sẽ yên tâm cho người dân khi mà mua thịt. Người dân rất là yên tâm. Tại vì tụi em nói thật ra là chợ này là hầu như ai cũng bán heo ngon hết. Cho nên ban quản lý xuống là giờ nào là tụi em cũng ok hết, không có vấn đề gì. Không sao có xài hóa chất, không xài một cái gì hết. Vì nói chung mình bán bây giờ là phải uy tín, nếu mà không uy tín là mình thua đó. Thì năm 2017 thì chỉ có cái đầu tư cái trạm kiểm nghiệm nhanh, rồi cải tạo các quầy sạp thịt, 88 quầy sạp thịt nằm trong cái mô hình thí điểm chợ an toàn thực phẩm, giúp ích cho cái bà con tiểu thương ta kinh doanh buôn bán, thì cái nguồn thu của chợ nó mới phát triển được. Và qua cái thí điểm với chợ an toàn thực phẩm á, thì đánh giá là cái các thực phẩm ở tại chợ là bán nó vượt hơn là trước khi có cái đầu tư đó. Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Kết quả năm 2019, Sở Công Thương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu giao. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt năm 2019 tăng 9,65% so với năm 2018. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ năm 2019 đạt gần 150.000 tỷ đồng, tăng 10,22% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2019 đạt gần 45.000 tỷ đồng, đạt 100,03% kế hoạch năm, tăng 13,98% so với năm 2018. Chúng tôi xác định là ngay từ đầu là chúng tôi xác định là cải cách thủ tục hành chính là một yếu tố quan trọng. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là phải hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của chính trị mà cấp trên giao. Cho nên ngay từ đầu thì chúng tôi đã xác định là từng khâu của từng cán bộ công chức và quy định rõ là nhiệm vụ phải làm cái gì và thực hiện trong thời gian bao lâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi phân công đúng nghiệp vụ để cho anh em căn cứ vào cái nghiệp vụ mà đã được trang bị thì phát huy những cái lợi thế của mình. Cuối năm thì chúng tôi bao giờ cũng đánh giá về cái trách nhiệm với lại cái nhiệm vụ mà công chức đã được phân công thực hiện. Và chúng tôi cũng luôn động viên khen thưởng kịp thời đối với là những cái thành tích mà anh em đã làm được. Không nhất thiết là phải cuối năm, mà khi mà chúng tôi phát hiện ra những cái sáng kiến hay là chúng tôi khen thưởng tức thì để mang tính chất là lan tỏa. Năm năm qua, dù kinh tế trong nước, trong tỉnh chịu nhiều tác động của khủng hoảng tài chính, thiên tai, dịch bệnh, song cùng với phong trào thi đua của tỉnh, ngành công thương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh và nhân dân giao phó. Giai đoạn 2020-2025, để phong trào yêu nước trở nên sôi nổi, thiết thực, ngành công thương Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thông qua việc thực hiện các mục tiêu đề ra.
Theo đó, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trừ dầu thô đạt tốc độ tăng trưởng 11,03% năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,07% năm. Giá trị xuất khẩu trừ dầu thô tăng 12,02% năm. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, công tác quản lý thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Thưa quý vị, từ số tiền bán rác thải, phế liệu, các tổ thu gom phế liệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã dùng để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho hội viên nghèo, tặng phụ nữ nghèo. Đây là mô hình không những đem cho hội viên nghèo cơ hội được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với những dịch vụ y tế, giúp giảm gánh nặng kinh tế khi không may ốm đau bệnh tật, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được chính quyền nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với việc hỗ trợ kịp thời khi khó khăn, từ năm 2018 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã triển khai mô hình phân loại rác, thu gom rác phế phẩm, bán lấy tiền mua bảo hiểm y tế tặng cho hội viên nghèo. Với ý nghĩa thiết thực giúp cho hội viên, nên ngay từ khi ra đời, mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo hội viên trên địa bàn thành phố. Những năm trước đây, chị Bùi Thị Phượng, hội viên Hội Phụ nữ khu phố 9, phường 7 đều có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, do hoàn cảnh khó khăn, nên chị chưa có tiền để mua bảo hiểm. Nhất là từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn ra, công việc của chị bị gián đoạn, còn chồng thì bị bệnh nặng, đã khiến cho gia đình chị Phượng càng khó khăn hơn. Nên khi được Hội Phụ nữ phường 7 trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, chị Phượng rất vui mừng. Gia đình ông xã bị bệnh nằm liệt mấy năm rồi, gia đình cũng khó khăn, con cái nó cũng còn hai đứa còn học hành, nó chưa đi làm, nó cái thứ gì hoàn cảnh gia đình cũng có vất vả, thì có bên phụ nữ quan tâm để tặng thẻ bảo hiểm các thứ để khám chữa bệnh cũng đỡ phần ít ở đây. Chị Phượng là một trong nhiều hội viên được các cấp Hội Phụ nữ tặng thẻ bảo hiểm y tế năm 2020. Để có những tấm thẻ bảo hiểm y tế này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã triển khai mô hình thu gom rác phế phẩm, bán lấy tiền mua bảo hiểm y tế tặng cho hội viên nghèo. Cũng như thường nhật, cứ vào ngày cuối tuần, rất nhiều chị em phụ nữ, nhiều người đã 60 tuổi, 70 tuổi, chở theo những bao phế liệu đến nhà tổ trưởng để tập kết. Ai ai cũng vui vẻ, hào hứng. Việc thu gom phân loại phế liệu không những giúp cho gia đình, làng xóm sạch sẽ, mà còn góp phần gây quỹ từ thiện, nên chị em hội viên phụ nữ rất nhiệt tình tham gia. Chúng tôi đứng ra để làm thu gom rác thải, nhựa cũng như là nhôm, sắt, cái gì mà ve chai bán được để chúng ta làm. Thứ nhất là sạch cái đường phố, sạch ra đường phố và khu tập thể và để có lợi để làm quỹ cho người nghèo, chả như là trẻ em nghèo, học bổng hoặc là phụ nữ nghèo. Sau khi các loại phế liệu được chị em hội viên phụ nữ thu gom, tập kết tại nhà tổ trưởng hoặc nhà văn hóa khu. Từ đây, các chị phân loại để đem đến dựa bán. Toàn bộ số tiền thu về được trích ra để mua thẻ bảo hiểm y tế hoặc hỗ trợ khẩn cấp cho chị em nào gặp khó khăn đột xuất. Thì nhờ mô hình hoạt động hiệu quả, mà cũng do cán bộ hội viên đồng thuận ủng hộ, rồi các cái nhà hảo tâm mạnh thường quân mà ủng hộ như vậy á, thì đã giúp được những các cái phụ nữ yếu thế như là trẻ em yếu thế, thì tạo cái động lực á, thứ nhất là động viên về tinh thần, thứ hai là động viên về vật chất, và tạo cái động lực cho mọi người những cái hoàn cảnh yếu thế là tự tin, yên tâm và sống hòa nhập với cuộc sống để vươn lên là giảm nghèo, cũng như là vươn lên để khắc phục những các cái hoàn cảnh khó khăn mà trong cuộc sống. Hiệu quả từ mô hình nói trên còn góp phần giảm rác thải khó phân hủy, bảo đảm xử lý rác hợp vệ sinh, góp phần cùng với cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Thì chúng tôi vận động chị em là tận dụng thu gom để tập trung vào một điểm để bán ve chai, để lấy cái tiền đấy chúng tôi gây quỹ của chi hội, tổ hội. Thì chúng tôi là giúp đỡ các cháu học sinh nghèo, rồi phụ nữ nghèo, giúp đỡ những phụ nữ khó khăn. Đầu tiên á
mà về tuyên truyền là chị em cũng người thế này người thế kia, người thì bảo là ai đi làm rác thải thì được mấy đồng, nhưng mà qua rồi mình cũng cứ dần dần rồi người lọ tuyên truyền cho người kia. Mà bây giờ thậm chí là các cháu nhỏ mà nó đang chơi mà nó chỉ cần thấy cái chai hay cái non gì là nó cũng nhặt về nó đưa. Thế rồi là người ta nhìn thấy những việc mình làm, ví dụ làm được cái tiền này thì là để cho phát học bổng cho các cháu, học bổng Nguyễn Thị Định nhé. Xong rồi là những cái hội viên nào mà khó khăn. Phát huy hiệu quả thiết thực, trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình này ra toàn thành phố, để ngày càng nhiều hơn nữa những gia đình nghèo được nhận thẻ bảo hiểm y tế và được hỗ trợ kịp thời khi khó khăn, tai ương, bệnh tật. Chương trình Đại đoàn kết kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.